Chào anh chị nha. Đây là công trình thi công trường học, trường tiểu học ở Mega City Bến Cát rồi anh chị. Đang đóng trụ quá chừng ống sắt. Cẩu lên. Mấy cái này thì công bao lâu? Bao lâu mình cập nhật đến đây nha. Anh chị em theo dõi. Ở dưới kia cũng đang xây cái biệt thự. Bên đây có mấy anh thợ điện nè, đang câu dây điện nè. Xa bên kia là khu nhà ở xã hội. Mấy cái thùng container để anh em công nhân người ta ở lại, anh nghỉ ngơi trong đó. Cẩu này cũng hạng nặng, dài lên đó. Này đường kính lớn lớn mà có cái bản thông tin dự án nè, công trình trường tiểu học, địa chỉ này ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Đó, xây theo cái bản vẽ trên này nè, có sân bóng mà như có hồ bơi luôn thì phải. Ép xuống, ép mà thủy lực. Ây, đóng đâu có nghe tiếng động mạnh đâu, ép thủy lực xuống rồi. Trước làm thi công cái cầu đầu đò, đóng nghe mạnh, nghe lớn, xa đó. Container này có máy lạnh luôn à. Này đã chứa đồ. Quá chừng trụ luôn. Trụ bê tông.
đây mấy bữa rồi có mưa có nước. Kéo trụ lên, cẩu lên. Cẩu lên xong rồi nó ép xuống. Công nhân leo lên. Một cái trường đây là có đủ hồ bơi, có sân bóng mini. Thấy có cái bằng thiết kế bằng vẽ đó. Có những cái đó. Gần dây hết, gần dây không văn sự miễn vào. Bỏ cái đó ép xuống, đóng nhanh hay im. Tới đây xin chào anh chị, bye bye, hẹn gặp lại.